Thưa quý vị, chính phủ Anh siết luật di trú khiến nhiều nhà hàng món ăn Ấn Độ tại Anh bị thiếu đầu bếp gốc Ấn. Vì cà ri là món ăn ưa thích của nhiều người dân xứ sở sương mù, nên chuyện thiếu đầu bếp nấu món này trở thành một cuộc khủng hoảng thật sự cho các nhà hàng. Thế nhưng các chủ nhà hàng tại Anh đã tìm được cách giải quyết cuộc khủng hoảng cà ri. Tại Anh, cà ri được bình chọn là món ăn ngon nhất. Món cà ri giờ đây không chỉ được phục vụ bởi các đầu bếp Ấn mà còn bởi các đầu bếp châu Á và cả đầu bếp người Anh. Sự thay đổi về luật nhập cư của Anh trong những năm gần đây khiến chi phí thuê đầu bếp Ấn Độ hay là Bangladesh để chế biến món cà ri tăng lên quá cao đối với các nhà hàng. Thoạt đầu, điều này tạo nên một cuộc khủng hoảng cà ri tại Anh. Thế nhưng các nhà hàng tại Anh vẫn có cách để đối phó với luật mới. Họ không thuê các bếp trưởng gốc Ấn nữa, thay vào đó thuê những đầu bếp thực tập với đủ quốc tịch. Mọi người luôn nghĩ rằng chỉ có người Ấn mới nấu được món ăn Ấn Độ hay chỉ có người Trung Quốc mới nấu được món ăn Trung Quốc. Điều đó không đúng. Ở Anh, cái nền văn hóa hòa nhập với nhau, một người có thể học nấu món ăn của nền văn hóa khác. Nhà hàng này cũng khuyến khích các nhà hàng khác làm theo cách của họ. Chúng tôi khuyến khích những người yêu ẩm thực Ấn Độ đến học và nấu các món ăn này. Theo một thống kê, mỗi tuần có 2,5 triệu người Anh dùng bữa tại các nhà hàng Ấn Độ và có đến 10.000 nhà hàng Ấn tại Anh. Ngành ẩm thực Ấn Độ có giá trị đến 3,6 tỷ bảng. Món ăn Ấn du nhập vào Anh từ thế kỷ thứ 19, nhưng giờ đây đã trở thành một phần của nền ẩm thực ở xứ sở sương mù.